mong rồi đó. Em đi kiếm cá vô cô chú. Vì sao? Bác sĩ. Anh bác sĩ. Bác tiếng Trung Quốc đi. Ờ, tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc là Di Sơn. Hi, thầy xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Việt Nam. Bữa nay chị Năm em đổ rồi câu giòn á cô chú. Đổ có con bịch à. Đổ nó cốt chung luôn rồi. Rồi, rồi ai nạo vừa Năm? Tao nạo đó. Nạo người ta hả? Sao nó không có đầu nạo? Tao mượn cái đầu nạo về. Khéo dữ vậy làm ha. Không có khéo chị mà. Em chị em đang quậy cà phê nè. Làm màu mè. Mà làm ăn được. Ăn được thôi chứ không có khéo đâu. Làm màu mè làm sơn thủy. Tự tin. ai làm gì làm, có anh thợ thì ở đây thì bé sắt làm nhà. Bữa nay anh thợ chán cái hàng ba nè, kêu bằng cái hàng ba hành lang gì nè, nhiều tên quá à. Nói cô chú xong rồi chịu ống nước dành rửa tay rửa chân gì đó. Cái tường này cũng dựng lên được cái mặt rồi nè. Anh Năm độn đất lên nó bằng phẳng hết trơn nè, chờ trong hồ nó mình đổ rồi cô chú. Nhìn ra cũng rộng lắm rồi nè, biết nữa như thế nào. Bữa nay dựng lên được cái mặt đó rồi đó, rồi với cái nền này nè cô chú, xong rồi còn ở trong đó đổ cái nền trong đó nữa, rồi dựng vòng vòng lên đó là xong. Anh xây lên có một khúc gạch à, rồi ở trên thì dừng tôn đang bẻ sắt. Chị em đang đổ vô câu. Được chưa Năm? Xong rồi cô chú và chị em đổ nè. Chị Năm em đổ nước sữa, em đổ nước cà phê. Đây nè. Đừng đụng Năm, đừng đụng Năm. Thôi đây nó mới ra, mới đẹp được cái như là cánh hoa sen. Rồi Năm đổ đi Năm. Từ từ đi Năm, Năm mới đổ. Cái bông bóng nổi lên. Thấy cũng được rồi, chứ biết sao cô chú ơi. Cái bông bóng. Rồi cái Năm đổ màu trắng lên đi. Đưa từ thôi. Cái ca có cái mỏ đó, đó mình mới đổ nó mới ra được cái hình cái bông. Đó. Ra được cái hình cái bông rồi đó. À, thế em. Em không thấy đường nào được kia nghe không? Rồi đó. Cái bong bóng chị em vớt kìa cô chú. Cái bong bóng ngoài ta. Đưa em cái bọ này coi. Năm đổ đi. Đổ ngàn lớp. Cái ly này mấy chục năm rồi nè. Lâu dữ lắm rồi đó mới còn được cái ly này. Còn cái duy nhất nhà em. Nhà mẹ. Rồi được rồi Năm ơi. Thì tới em ra tay. Em muốn đặt luôn rồi nè cô chú. Rồi Năm đổ đi Năm. Em đổ không lên bóng Năm, đừng đổ lên bóng nữa nha. Không lên bong bóng rồi cho nên là nó ấy trong đó nó đầy rồi. Mình thấy Năm đổ ra nó có ra có cái cánh lấy cánh không? Ừ. Đổ xong nó không ra cái cánh luôn trơn. Xong ra. Đổ nhẹ chính giữa. Rồi được rồi Năm ơi, được rồi. Nó ra cái cánh là như cái bông hoa đó. Dụng. Thời. Giờ chị em dỡ cái ly lên khỏi dỡ Năm ơi, dỡ được không Năm? Sao dỡ nó đừng có lấy miếng giấy mẹ ơi, nó trơn quá. Xong rồi này cô chú, đợi xíu nó nguội cái bắt đầu mình đem để tủ lạnh. Hồi đó em quay kết quả cho cô chú anh chị coi nha. Anh Năm với chồng em đi kiếm cá vô cô chú. Vì sao? Nam mà tua à? Ôi, cá lóc cá phi. Cá lóc cá phi con bự bự không nè ông bà cô chú ơi. Nhóc ở trời cô chú ơi. Lâu lắm rồi không có đi kiếm. Đến hồi nhảy xong hết Năm ơi. Cá phi bự bự không có con tôm đó kìa. Có tôm sú cho măng giả nấu canh.
Có con cá bóng lấy cái gì gọng vậy? Cái đó gọng luôn, cái đó đó. Cái thùng đâu? Gọng luôn mà cái đó không gọng thùng. Ở bên đây là cá lóc này cô chú với cá bóng tượng nó. Cá lóc đồng. Cá là ngon, nó có đựng con cá chê kìa, cá chê vàng kìa. Nó bay gà 50. Cá bóng tượng. Cá phi được nhiêu đây? Chị Năm gọng hai con bự rồi. Ở đây mày mặn lên mày được không vậy? Được không được, cho mang dạ ăn rồi em làm. Em lấy gì đắng đi. Nhôm mấy con bự đi, con bự nè, bự nè, bắt cái con bự nè, nó nè, bắt đi Năm. Bắt thêm con nữa đi, bắt thêm con này nữa đi. Ơi, con đi tiểu đi. Ừ, tiểu mất mang guốc mà hại mệt quá mà vậy ơi. Ăn cá này không? Cá nhỏ này không? Không, bắt hết đi. Mấy cá nó về kho khô ngon nè. Bắt con cái gô đi, con lẽ lo bắt con đi. Rồi lấy mai con cái phi nữa đi. Có gì vậy? Rồi Năm lấy dưa xịu vậy? Mà để tôi lạnh đi ăn. Rồi được rồi, nhà này chịu nhiêu rồi. Ngồi em đấy cái phi lên mặn luôn. Bắt hai cái phi lên cho em đi, nãy nửa đêm nó chết á. Sáng sớm mẹ em xào mì sớm ăn sáng đó cô chú. Tại mẹ nói mua ở ngoài đường thì nó không có được sạch sẽ. Với lại tiền bạc ở đâu mà mua hoài. Mình xào mình nấu mà vừa sạch mà vừa nó tiện hơn á cô chú. Này nè, làm thích cho thì, làm cho một chảo mì tới cái lùa rồi con mày. Lắm, tao chồng lấy chai nước tương ra Khải, ai ăn ấy thì xịt vô. Cái cây mà cái bà mà có mấy cái lưỡi, cái mấy cái nhọn nhọn là cái đó hư rồi, cái đó gãy rồi, có ai nó gãy rồi. Ăn đi, làm chuyện chút em mới ăn. Mà ăn còn nóng là vừa ăn vừa gấp đi. Ăn đi. Cô chú anh chị nào chưa ăn sáng, ăn sáng gia đình em nha. Làm cho có, làm cho có đít thôi. Không bị sao cô chú anh chị ơi. Không bị sao. Rồi ăn rồi đi nhổ cỏ được chưa anh ba? Bắn lỗ tai vậy. Sáng giờ nó quấy hoài giờ nó than nhất nó ngồi nó bắt vô tiếng. Giờ than nó nhất luôn. Giờ thì em lấy con câu ra nè cô chú, coi nó như thế nào nha. Hôm qua đổ nè. Chị đổ rồi coi nó như thế nào nha cô chú. Trắng đồng, trắng đồng. Trời ơi nó bị lon hết trơn rồi. Không còn được cái cái dân gì hết trơn. Nó bị lon hết trơn rồi cô chú ơi, không có còn được cái giấy nữa. Cái này nó bị lon hết trơn rồi, nó không có còn cái vẻ đẹp nữa cô chú ơi. Em tưởng đâu nó ra cái bông bông mai ngờ không có rồi. Cái này là cái bông ở trong cái khuôn nè. Nè. Đó, nó dính lên đó, đó. Mẹ đó. À, con với mẹ cắt nha. Con cắt. Rồi mẹ cầm lên dạy con. Con biết cắt mình đi phải không? Cắt gì nè? Phải không? Cắt gì đây mới đúng nè, cắt bự nhỏ dạ, nhỏ. Biết rồi. Con biết không? Biết. Ai dạy con? Nó làm lũng của mẹ con lỗ rồi kìa, con nói con biết. Con biết. Con lấy cái dĩa cho mẹ đi là con biết. Trời ơi cô chú ơi nhìn nè, nó thành hai lớp rồi chứ nó không con. Có nó không có quà lỏn lại. Trời ơi con nhà nó ăn thử rồi không bà cô chú. Ngon không? Cái dĩa cho mẹ cắt cho bà ngoại ăn nè. Đâu dĩa đâu? Cái dĩa. Cái dĩa thả. Ừ. Cái thả con biết không? Cái thả gì? Cho con một cách nha. Con bưng cái đó xong đi xe được. Đi đi. Cắt ra cho dì Năm nó dành nó bưng đi. Xe đổ. Xe không đổ. Xe đổ đã là khỏi ăn luôn. Ừ, mừng đi đó, từ từ thôi đổ nghe con, giờ nay dịnh con nghe. Nhìn dưới giò nó kìa, thôi té đó, dấp cái cây là té đó. Trời ơi. Dạ biết rồi mẹ, nó kìa đi te te rồi kìa. Đi học rồi sao? Ừ, đi học ngoan nghe. Nghe lời cô nghe. Rồi sao? Quẹo qua hả? Rồi sao? Quẹo. Rồi sao nữa? Thẳng. Rồi sao nữa? Quẹo.
Rồi xong chưa? Cái đó là cái gì vậy? Con đang làm gì đó? Con đang cắt nè. Cắt cái đó hình gì vậy? Hình bác sĩ. Hình bác sĩ hả? Ừ. Sao con biết bác sĩ nha? Ai dạy con vậy? Bác sĩ là tiếng Trung kêu làm sao? Bác sĩ tiếng Trung. Bác tiếng Trung Quốc đi. Ờ tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc là Di Sơn. Tùy. Di Sơn. Tùy. Ai dạy con mà con biết vậy? Việt Nam kêu là bác sĩ. Ôi trời, Việt Nam kêu bác sĩ, Trung Quốc kêu là y sân hả? Trên bàn. Con giỏi quá. Ở đâu con có mấy cái hình này con cắt vậy? Mẹ muốn đi chợ. Mẹ muốn mua đó. Mẹ mới mua mà mẹ mua ở đâu vậy? Con biết không? Mẹ muốn đi chợ mua cho con đó. Vậy đó hả? Không biết hả? Con thích không? Con biết cắt. Ừ, cắt không bao giờ gời cái đó ông bà cô chú. Nó cắt là dính liền tới lúc nào quẹo là nó quẹo đó ông bà cô chú thấy không? Khéo tài lắm đó. Bác sĩ đi làm gì măng dạ? Bác sĩ là gì ta? Làm gì ta? Là chích cho con. Là chích thuốc hả? Ừ. Bác sĩ đi khám bệnh. Bác sĩ đi khám bệnh. Ừ. Ai bệnh là bác sĩ khám bệnh. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, cắt không gời cái luôn miếng giấy đó, cắt tới đâu rồi dây xây tới đó luôn, con giấy còn dính trong đó luôn. Giờ nói với cha nó nói tiếng Việt mình nhiều nhiều rồi đó cô chú, chuẩn bị đưa ngủ nè, mà gán cắt cái đó xong rồi mới ngủ. Cắt cái miếng đó xong là ngủ nghe không con? Nha. Giỏi quá. Rất là chiều nay con có học không? Không biết. Con hồi nãy con không nghe cô dặn hả? Nghe rồi. Con không biết chiều cô luôn. Cô không có nói luôn hả? Ừ. Sao bữa nay cô không nói gì chứ vậy? Để hồi mày hỏi cô nghe. Con thích học ở Việt Nam hay thích học ở Trung Quốc? Thích học ở Việt Nam. Thích học ở Việt Nam hả? Ừ. Sao có bạn chơi với con. Có mấy bạn chơi với con hả? Ừ. Ở bên Trung Quốc không có bạn chơi với con sao? Ừ, không có bạn chơi với con gì chung. Trời, sao bên Trung Quốc không ai chơi với em bé chân thiệt tình chứ? Mấy bạn này sao vậy? Mấy bạn này sao mà không chơi với măng dạ vậy? Con không biết nữa. Con không biết nữa hả? Ừ. Chuyến này về Trung Quốc con hỏi nghe, con hỏi tại sao bạn không chơi với mình nha. Bé heo nó cắt sắp xong rồi ông bà cô chú ơi. Xong chưa cho ông bà cô chú cho mẹ coi coi. Rồi dơ lên cho ông bà cô chú coi bác sĩ đâu. Ú, giỏi quá ta, cắt không giờ phạm luôn. Dữ dằn. Sáng giờ em đi chợ mua đồ lặt vặt đặng đem đi với cô chú. Ở nhà cái mẹ lạng da xong hết trơn nè. Sáng em cạo lông phụ được một chút. Da thì em cạo, mẹ thì ốp xong, bây giờ mẹ xào nè. Xào chả lạnh đang chuẩn bị đám giỗ bà nội em á cô chú. Màu củ dền nè. Sáng mẹ sắc củ dền này ấy nước ra đó. Con gái xì. Con gái nó xì tiêu cho bà ngoại mà xào chả lạnh đó ông bà cô chú. Chào bà Tê. Ghê chưa quay dữ dằn rồi. Mẹ bỏ một ít tiêu mịn, một ít tiêu hột mẹ. Tiêu hột. Ừ, con cũng làm hai tiêu. Cảm ơn nghe. Mẹ em thì làm cái gì cũng chuẩn bị trước hết trơn cô chú. Còn 4-5 ngày nữa mới tới. Mà bữa nay mẹ em làm trước được cái gì thì làm. Tại vì có ông mình à. Mấy chị không biết có về được không á. Cho nên mẹ chuẩn bị trước không hà. Bé heo thì cỡ này em quay video á. Nó hay
dành, nó quay dùm này kia, ông bà cô chú. Hồi sáng thì em cạo da heo cho mẹ xong hết rồi, thì mẹ rửa, mẹ luộc rồi mẹ tự nhà lạng da luôn. Tại em với chị Năm đi chợ á cô chú, đi về thì thấy mẹ xong hết trơn rồi. Sáng em đi em nói với mẹ rồi, từ từ thôi đợi con về con chị Năm lạng da tiếp cho. Ai ngờ đâu, đi chợ rồi, tranh thủ về. Về tới nhà mẹ làm xong hết trơn rồi, mẹ ra mẹ xào luôn rồi. Bữa giờ lớp thì chuẩn bị đám giỗ nội, lớp chuẩn bị Tết, năm nào cũng vậy hết trơn cô chú. Tại vì đám giỗ nội thì qua tháng chạp rồi, mùng 4 rồi, thì vài bữa nữa đây quay là đến Tết rồi. Cho nên mẹ giặt giũ đủ thứ hết trơn, cái này cái kia. Nấu gì mà gói bánh đó hả? Làm đơn giản vậy đó, nó không có bị bọng. Thường thì đám giỗ nội gần Tết cho nên anh chị em khó là xin nghỉ luôn cô chú. Cho nên cái gì cũng một tay mẹ làm hết trơn. Có khi hên ngay chăng thứ bảy chủ nhật thì anh chị còn về tiếp phụ được. Nhằm khi mà không ngay thứ bảy chủ nhật thì nhằm anh chị cũng không có về được á cô chú. Có năm thì mẹ làm cũng 4-5 mâm, có năm thì mẹ làm có 2-3 mâm à. Năm nay thì mẹ nói làm có 2 mâm hay 3 mâm và cô chú. Mời mấy cô chú ở xóm lại chơi thôi. Rồi mấy anh chị đồ về này kia cô chú, với cháu đồ á. Hay à, lấy điện thoại coi chứ 2 giờ điện là gì đó con. Lẹ đi. Nói lấy điện thoại của ngoại coi chứ 2 mày điện ở nhà Dung đó. Điện ụt mày không được mày điện đó. Đem lên đây coi. Rồi sao giờ ngày mai cuốn chả giò, mai cuốn chả giò rồi nữa còn đi mua chả quế rồi đi mua. Chị tính mua chim cút quên. Chị làm gì? Chim chim cút. Chị á? Chim chả giò. Ăn đâu? Ăn đâu? Không ăn thì giờ mình mua đó, mua 50 trứng. 50 trứng để chị em bò bảy. Này là trứng cút bỏ trắng giữa đó hả? Nắng bột rồi như là bột xù mình vậy đó. Ờ. Hả? Có rồi mình nắng thêm. Thứ bảy, chiều thứ bảy nó vô rồi, chiều xong thứ bảy nhóm họ mà. Xong 4 đòn rồi nè. Nó mẹ em làm là phường xiên là cột vậy đây nè cô chú. Nhìn giống như ở chợ đó. Nhà em ai cũng thích ăn cái chả lạnh pate này hết trơn á, cho nên năm nào dịp gì mẹ cũng làm hết trơn á cô chú. Chị Năm em cắt lúa rồi được con bữa à. Rồi được nhiêu đây nè cô chú. Mấy ngày nay mẹ chuẩn bị đám giỗ năm này làm kia. Rồi chị cũng đi đắng phụ á. Giữ mấy heo cho em. Cắt rồi có nhiêu đây. Tao hù anh Năm, anh đi kiếm cá vô được nhiêu nè cô chú. Cá này nó uống mềm luôn. Có con rắn ở trong đây nữa kìa. Trời ơi thấy ghê không. Nè. Em sợ thì hai con hay con anh Năm. Con cá chị vàng này cô chú. Cá đồng nè. Cá này quá bự nu. Có cá gô nữa kìa. Cá gô nhiều ha. Video của em chỉ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Cô chú anh chị thương em thì nhớ đăng ký kênh nè, chia sẻ nè, like nè. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.